sắp tới sẽ là một kỳ thi rất là quan trọng của các em học sinh 2000. Trọng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và sẽ thật tự tin khi bước vào phòng thi và sẽ giành được kết quả tốt nhất. Sắp tới bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn học sinh năm cuối sẽ có một kỳ thi tốt.